Có 5 yếu tố gây phá hủy collagen và khiến cho da của bạn chảy xệ. Đầu tiên đó là nhóm thực phẩm nhiều đường bột. Nếu mà chúng ta tiêu thụ quá nhiều những thực phẩm nhiều đường bột như là các loại bánh mì, bánh kẹo hay là đồ uống có ga thì lúc này cơ thể chúng ta sẽ sinh ra nhiều sản phẩm glycat hóa. Đây chính là nguyên nhân gây ra đứt gãy các sợi elastin và đồng thời là cản trở quá trình phục hồi tái tạo của collagen. Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm nhiều đường bột sẽ làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể của chúng ta và gây ra các bệnh lý khác về da như là nổi mụn. Yếu tố số 2 đó chính là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nếu chúng ta tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời, đặc biệt là vào những giờ như là buổi trưa hoặc là buổi chiều, thì lúc này lượng tia UV cao là một trong những nguyên nhân làm cho chúng ta giảm sản xuất collagen. Và nghiên cứu đã cho thấy là ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân gây ra đến 90% tổn thương trên da. Yếu tố số 3 đó chính là hút thuốc lá. Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân làm cho chúng ta giảm sản xuất collagen, đồng thời là làm giảm khả năng lành vết thương trên da, từ đó dễ tạo ra những nếp nhăn hơn. Số 4 đó là các loại thịt chế biến sẵn. Các loại thịt như là thịt đóng hộp, chả bông hay là xúc xích thì có hàm lượng chất nitrat cao. Và chất nitrat là một trong những nguyên nhân làm cho chúng ta bị khô da, suy yếu quá trình sản xuất collagen. Đồng thời, nếu mà chúng ta tiêu thụ quá nhiều thực phẩm mà chế biến sẵn thì làm cho chúng ta tăng phản ứng viêm trong cơ thể, từ đó gây ra những bệnh lý khác về da. Số 5 là đồ uống có cồn. Nếu mà chúng ta uống quá nhiều rượu bia thì có một chất chống oxy hóa sẽ bị suy giảm, đó chính là vitamin A. Từ đó gây ra giảm sức đề kháng của làn da, gây ra các bệnh lý như là da chảy xệ hay là nám hay là sạm. Bên cạnh đó, việc uống quá nhiều rượu bia sẽ sinh ra các gốc tự do gây phá hủy tế bào da, đồng thời sẽ làm suy yếu và đứt gãy các sợi collagen. Nếu bạn tránh được 5 yếu tố này thì chắc chắn làn da của bạn sẽ săn chắc và trẻ đẹp hơn. Hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và đừng quên đăng ký kênh của bác sĩ Trí để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc mừng bạn đã xem hết video của bác sĩ Trí ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ các video mới nhất, bạn hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Trí ở hình tròn chính giữa. Bạn cũng có thể xem các video tiếp theo của bác sĩ Trí ở bên tay trái hoặc ở bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.